Okay, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với channel Zero Box thì mình là công mình chuyên nói về những vấn đề liên quan đến lập trình ở thế này. Thì hiện tại vừa rồi mình có release cái khóa học cấu trúc dữ liệu giải thuật với Java Lisp Code. Thì trong khóa học này ngoài việc à, nói về những cái vấn đề lý thuyết à, cơ bản từ cấu trúc dữ liệu đến giải thuật thì mình còn giúp các bạn tham gia với cái group thì group này sẽ hàng tuần mình sẽ giải các bài tập và kèm theo video hướng dẫn chi tiết những cái bài tập trên Discord để giúp các bạn luyện tập trong cái quá trình học tập của mình đó thì như mình vẫn nói thì cái quá trình học tập lý thuyết nó chỉ chiếm 20% thôi và 80% còn lại quan trọng nhất là các bạn luyện tập thực hành tại nhà đó thì hiện tại khóa trọng đang sale 75% trong uh, cái tháng 7 này thì nếu như các bạn quan tâm thì các bạn có thể đăng ký theo giấy link miêu tả phía dưới thì một số các bạn học viên này, thì các bạn đã, đã hỏi mình là tại sao mình không làm các ngôn ngữ khác ví dụ như là c cộng cộng c cộng python javascript thì mình làm video này để nói với các bạn rằng thì cấu trúc dữ liệu của giải thuật ấy thì không phụ thuộc vào cái ngôn ngữ mà các bạn đang sử dụng dù bạn đang sử dụng ngôn ngữ nào thì, thì tất cả những kiến thức liên quan đến cấu trúc dữ liệu giải thuật nó đều có thể apply được đó thì giống như mình bảo các bạn là làm công việc a ấy, thì các bạn có thể làm bằng sử dụng cái ngôn ngữ đấy Convert sang cái ngôn ngữ mà các bạn đang sử dụng đó thì thực sự là cái việc ngôn ngữ đây trong cái môn này nó không khá là quan trọng. Nhưng để các bạn có một cái thuận tiện hơn khi mà các bạn theo dõi khóa học ấy thì mình làm video này để hướng dẫn các bạn là làm sao có thể sự convert convert từ cái ngôn ngữ Java sang cái ngôn ngữ của các bạn. Và ví dụ như trong tập hôm nay thì mình sẽ lựa chọn ngôn ngữ C cộng, Java và Python. Đó. Thì đây là đại diện cho ba cái ngôn ngữ À, gần như phổ biến trong à, khá là phổ biến trong cái công việc lập trình của chúng ta. Đó thì cơ sở cộng là một ngôn ngữ trung hai ngôn ngữ bậc cao là Java và Python và trong đó sẽ cộng và Java là ngôn ngữ biên dịch còn thông, à, Python là cái ngôn ngữ thông dịch. đó, thì video này cũng dành cho những các bạn mà các bạn mới bắt đầu tìm hiểu lập trình thì các bạn đang có có một cái nhìn tổng quan hơn về việc lập trình của các ngôn ngữ này như nào để các bạn có thể chọn được một cái ngôn ngữ phù hợp với các bạn. Đó thì trong bài hôm nay thì chúng ta sẽ đi qua một số cái cấu trúc dữ liệu và và cái thuật toán cơ bản để xem xem là các ngôn ngữ này thì chúng ta sẽ lập trình như thế nào đó thì cụ thể chúng ta sẽ đi qua những cái uh, module như sau thứ nhất là array sau rồi đến list sau rồi đến string sau rồi đến uh, thuật toán sắp xếp để chúng ta xem là nó cài đặt như nào uh, sử dụng từ thư viện ra sao đối với các ngôn ngữ này tiếp theo linked list đó linked list là cái cấu trúc cơ bản nhất để chúng ta có thể đi đến những cái cấu trúc di động cao hơn đó tiếp theo là những cái cấu trúc di động đặc biệt như là stack queue set và map đó thì có thể chúng ta sẽ đi qua chín phần này để chúng ta xem xem là với ba ngôn ngữ này thì cái cách mà chúng ta lập trình giống một khác nhau như nào để cho các bạn có thể nhìn một cái một, một cái nhìn overview hơn về tổng quan ba ngôn ngữ này. Thì nếu như các bạn à, sử dụng ngôn ngữ khác ấy thì à, đặc biệt là nếu khi mà các bạn à, theo dõi phần lý thuyết ý thì cả cái phần khó khăn nhất là đó là các bạn phải cần phải convert từ cái ngôn ngữ Java ấy, trong khóa học mình mình sử dụng ngôn ngữ Java sang cái ngôn ngữ của các bạn. Đó thì một phần nó sẽ giúp cho bạn hiểu ngôn ngữ uh, mà bạn đang sử dụng uh, rõ hơn. Và cái cách thứ hai là uh, và phần thứ hai là khi các bạn tham gia group giải bài tập ấy thì các bạn có thể vì khi chúng ta làm bài tập ấy chúng ta sẽ không sử dụng lại những cái thư viện mà chúng ta tự cài mà chúng ta sẽ sử dụng những cái thư viện có sẵn. Chính vì vậy mà các bạn có thể tham gia vào group và giải bài tập uh, ngay bây giờ. Ok thì mình sẽ để những cái timestamp vào từng mục ở phía dưới và miêu tả. Đồng thời số code mình cũng để dưới phần link phần link miêu tả. Đó Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu vào vào bài hôm nay thôi. Ok thì đầu tiên chúng ta sẽ đi đến với cấu trúc dữ liệu đầu tiên đó là cấu trúc dữ liệu array hay tiếng Việt chúng ta còn gọi là mảng. Thì mảng định nghĩa mảng là một cái tập hợp các phân tử cùng loại và chúng ta có thể tham chiếu đến những cái phần tử của nó thông qua index của nó. Ok với sự cộng thì chúng ta có hai cái cách khai báo mảng thì cái cách khai báo đầu tiên là khai báo mảng tĩnh khi mà chúng ta không sử dụng một cái toán tử new. Đó thì ở đây chúng ta có một khai báo một mảng có chúng ta không quy định số phân tử ở đây nhưng mà chúng ta sẽ liệt kê luôn các cái số phân tử này đây của nó 1, 2, 3 đó thì đối với cái khách báo này có nhiều cái cách khai báo và có nhiều trường hợp khai báo khác nhau nhưng ở đây mình chỉ ví dụ một cái cách khai báo như này thôi đó thì với sự công cộng thì chúng ta không có cách nào chúng ta biết được cái số lượng phân tử khi mà chúng ta tham chiếu những cái mảng cả chúng ta toàn hoàn toàn phải tính nó bằng tay như thế này đó tức là sai của cái mảng này xong rồi chia cho sai của từng phân tử đó sai của cái mảng này nó sẽ trả về bài và chúng ta cần phải tính ra cái số phân tử của nó đó và khi duyệt các cái phân tử của mảng thì chúng ta sử dụng vòng for và chúng ta truy cập đến nó bằng cái index thông thường thôi đó và khai báo mảng động là gì khai báo mảng động thì chúng ta dùng toán tử new cái khác cái khác nhau giữa hai cái phần này là à, khi mà tạo một mảng ý thì khi mà khai báo mảng động thì chúng ta không cần biết trước cái số lượng phân tử cái số này chúng ta có thể nhập là một cái input từ ngoài vào ví dụ như đề bài cho chúng ta một cái À, chúng ta nhập một mảng vào mà không biết trước số lượng phần tử mà người ta người dùng lại nhập vào bằng tay chẳng hạn. Đó chính vì vậy mà mảng tĩnh chúng ta không thể làm như vậy được mà chúng ta phải sử dụng mảng động. Và cái khác nhau thứ hai giữa mảng tĩnh và mảng động là mảng tĩnh chúng ta sẽ cái vùng nhớ mà nó được phân cấp bộ nhớ ấy là vùng nhớ stack và vùng nhớ và à, khi mà chúng ta khai báo mảng động ấy thì cái vùng nhớ nó được cấp phát là vùng mà vùng nhớ heap và vùng nhớ heap thì nó lớn hơn vùng nhớ stack rất là nhiều. Chính vì vậy mà trong nhiều trường hợp chúng ta sẽ hay sử dụng mảng động hơn. Đó, với mảng động thì chúng ta không có cách nào mà chúng ta có thể tính ra được cái số lượng phần tử như mà chúng ta tính ở, ở trên cái mảng tĩnh này cả. Đó, bởi vì cái sai của cái mảng này chính là sai của một con trỏ này là sai của địa chỉ cơ, nó không phải là sai của toàn bộ cái mảng này. Chính vì vậy mà chúng ta luôn luôn chúng ta cần phải biết được là trong cái mảng này của chúng ta đang có bao nhiêu phần tử. Đây ví dụ chúng ta có một cái biến P sai ở size đây chúng ta cần phải biết là nó đang có bao nhiêu phần tử. Ví dụ ở đây chúng ta là 3 phần tử. Đó, cái thứ hai là À, vì là chúng ta cấp phát bất động nên nó sẽ chọn ra một vùng nhớ để nó cấp phát cho chúng ta chính vì vậy mà chúng ta không biết được là những cái phần tử đấy đang giá trị là bao nhiêu ví dụ ở đây chúng ta có ba phần tử thì chúng ta không biết được là ba phần tử đấy giá trị là bao nhiêu và chính vì vậy trước khi sử dụng mảng động ấy thì chúng ta cần phải mem xét mem xét tức là chúng ta à, đồng bộ lại tất cả các cái vùng nhớ này ví dụ ở đây chúng ta vùng nhớ ba ô nhớ này ba ô nhớ kiểu in này mà kiểu in có thể là hai hoặc bốn bài tùy trình biên dịch thì chúng ta xóa sạch vùng nhớ này bằng các biến không đó rộng chúng ta sử dụng hàm memset và chúng ta memset toàn bộ cái vùng nhớ đó thành biến không thì như vậy là tất cả những cái uh, biến của chúng ta hiện tại ấy, thì nó sẽ về không đó và cái cách tham chiếu của uh, vùng của cái mảng động này giống hệt như cách tham chiếu của mảng tĩnh này nó chỉ khác nhau về phần trước khi dùng mảng động thì chúng ta cần phải mem xét và chúng ta cần phải quản lý cái size của mảng động này thôi. Còn tất cả những cái khác là giống nhau. Và ở C++ thì chúng ta cần phải quản lý bộ nhớ, chính vì vậy cứ mà cứ bất kỳ cái gì mà chúng ta tạo động ra thì chúng ta phải xóa. Ví dụ đây chúng ta đã tạo ra một cái mảng động là PRR này thì chúng ta cần cần phải xóa đi. Đó, thì đó là với C++. Với Java thì tương tự thì chúng ta cũng có hai cái cách khai báo, một là cách khai báo với mảng tĩnh ở đây và hai là cái cách file báo mảng động đây với Java thì chúng ta tiện hơn một chỗ là chúng ta không cần quản lý cái số lượng phần tử Java đã giúp chúng ta làm việc đó rồi chúng ta chỉ cần ví dụ ở đây chúng ta khai báo một cái mảng tĩnh như này đó thì chúng khi mà chúng ta muốn tham chiếu đến số lượng phần tử của mạng ấy thì chúng ta chỉ cần chấm ra cái thuộc tính này của nó là được và khi mà chúng ta tham chiếu đến từng phần tử ấy thì chúng ta cũng tham chiếu bằng index của nó thông qua cái toán tử đóng mặc, bóng màu ngọc vuông này rồi tương tự Uh, với java thì chúng ta cũng sử dụng toán tử new để mà chúng ta khởi tạo uh, một cái vùng nhớ động với số phức lượng phần tử mà chúng ta có thể nhập vào đó ví dụ ở đây mình tạo ra một cái mảng động có 3 phần tử đó nhưng mà java thì nó sẽ giúp chúng ta làm cái công việc này chúng nó sẽ giúp chúng ta uh, khởi tạo những cái giá trị ban đầu của nó đó ví dụ như giá trị ban đầu của cái mảng này sẽ chắc chắn là không rồi mình không cần phải mem xét như là ngôn ngữ c cộng đó và tương tự chúng ta tham chiếu đến các cái phần tử của nó thông qua index ở đây đó, và cái số lượng phần tử chúng ta cũng quản lý bằng cái biến len uh, trong cái biến array này đó thì đó chính là cái thuận tiện hơn uh, của Java so với rộng cộng còn về Python về Python thì chúng ta không có kiểu dữ liệu array ở trong Python mà chúng ta chỉ có dữ liệu list thôi và kiểu dữ liệu list chúng ta sẽ nói ngay sau đây OK kiểu dữ liệu thứ hai mà chúng ta tam chiếu tới đó là kiểu dữ liệu list thì list thì chính là một cái wrapper mà uh, cái trình biên dịch của chúng ta đóng gói lại cho chúng ta khi mà chúng ta muốn thao tác với một mảng đó mà chúng ta không cần phải quản quản lý bộ nhớ của nó chúng ta có thể thêm bao nhiêu phần tử tùy ý đó list là một mảng mà chúng ta không cần quan tâm đến số lượng phần tử không cần khai báo số lượng phần tử có thể thêm bớt các phần tử với nhau ok Ok với xe cộng cộng thì list của chúng ta là thì chúng ta sẽ hay sử dụng nhất là cái cấu trúc dữ liệu vector này thì vector nó cũng chỉ là một cái wrapper của cái array mà thôi nó giúp cho chúng ta handle cái công việc là quản lý số lượng phần tử thì vector là một trong những cái cấu trúc dữ liệu đầu tiên mà khi mà chúng ta tiếp xúc với cái thư viện STL của xe cộng là standard template library đó thì ở đây chúng ta cần phải include cái thằng vector này vào và khi mà khai báo một cái list thì chúng ta cần phải khai báo cái type của cái vector này Ví dụ khi cái vector này chúng ta đang khai báo là my list và nó sẽ là một cái list mà chứa các cái số nguyên chính vì vậy mà chúng ta là vector int ở đây. Và khi mà chúng ta thao tác vào cái các cái mảng này, khi mà chúng ta thêm các phần tử vào thì chúng ta chỉ cần push back dùng hàm push back thì nó sẽ đẩy dần vào từ phía đằng sau. Đó. Thì các bạn có thể thấy là khi chúng ta khởi tạo thì chúng ta không quan tâm đến cái số lượng phần tử mà chúng ta sẽ khởi tạo. Đó thì tất cả những cái đó đã được handle ở phía đằng sau cái thằng vector này rồi. Đó, và khi mà chúng ta muốn tham chiếu đến các cái số phần tử thì chúng ta chỉ cần sấm chấm cái method size là được là xong. Và khi mà chúng ta cần phải tham chiếu đến các cái phần tử ở trong cái vector này thì chúng ta cũng chỉ cần tham chiếu đến index với cái toán tử là đóng ngoặc vuông như này là được. Ok, với ngôn ngữ Java thì cũng tương tự vậy thôi nhưng mà với ngôn ngữ Java thì mình chỉ mày hơi khác một chút thì ở đây ngôn ngữ Java thì chúng ta sẽ có cái kiểu là thì trong ngôn ngữ java thì chúng ta có hai loại một cái loại là loại uh, primitive type tức là loại kiểu nguyên thủy thứ hai là loại kiểu reference type khi mà các bạn uh, sử dụng các những cái collection như này ví dụ như kiểu list này thì chúng ta cái kiểu mà chúng ta truyền vào ấy, thì nó bắt buộc phải là một cái class nào đó ví dụ như cái class integer này chính là cái class đại diện cho cái kiểu nguyên thủy là kiểu int đó thì cái list này thì bản chất nó chỉ là một cái interface thôi và cái array list này mới là một cái class. Đó thì đây chính là cái cách mà người ta hay khởi tạo ra nhất khi mà chúng ta đang làm việc với một cái list. Đó. Thì với một cái với một cái array list trong Java thì chúng ta có thể sử dụng cái function add này. Đó thì đằng sau cái thằng array list này thì nó cũng được implement bằng một cái array thôi. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ nó sẽ đảm bảo về mặt tốc độ nhưng mà chúng ta lại không cần quản lý về cái mặt số lượng phân tử. Đó, khi mà chúng ta cần thêm phần tử chúng ta chỉ cần gọi hàm add. và khi mà chúng ta cần tham thiếu đến số lượng phần tử chúng ta sẽ gọi hàm size và khi mà muốn lấy các phần tử thì chúng ta sẽ gọi cái method get và truyền cái index mà chúng ta muốn get vào. Ok, với ngôn ngữ Python thì nó ngắn gọn hơn rất là nhiều Khi mà chúng ta muốn khai báo với một cái list gì thì chúng ta chỉ cần đóng một ngoặc vuông thế này là xong Và khi mà chúng ta muốn add thì chúng ta sẽ sử dụng cái method tên là append này Chúng ta append 1, 2, 3 vào Và bây giờ khi mà chúng ta muốn tham chiếu đến từ phần tử ở trong cái mảng này ấy, Thì chúng ta cũng sử dụng cái toán tử đóng ngoặc vuông Và chúng ta chuyển index này vào đó thì ở trong Python hơi khác một chút là muốn lấy được cái độ dài của mảng ấy thì chúng ta sử dụng hàm len đó và muốn cái y này chạy từ 0 cho đến len trừ một đi thì chúng ta sẽ là for y trong range của cái len của cái mảng array này đó thì cái ngôn ngữ Python này nó tối nó ngắn gọn hơn rất là nhiều Ok đến cái cấu trúc dữ liệu thứ ba của chúng ta đó là string. String của chúng ta chỉ hiểu đơn giản là một cái wrapper mà quản lý một cái mảng các chuỗi ký tự mà chúng ta cần quản lý thôi. Đó, nó là một cái wrapper quản lý những cái mảng các cái chuỗi ký tự. Đấy, ok. Ok với ngôn ngữ C++ cộng thì để làm việc với string thì chúng ta cần phải include cái thằng là string thư viện uh, string này vào. Và thư viện uh, string này cũng là một cái wrapper và cái string này chúng ta có thể hiểu như nó như là một cái array của các cái character vậy. Và khi mà nó có rất là nhiều những cái function giúp ta làm việc dễ dàng hơn uh, so với trong một cái string đó, đó, Khi làm việc với string trong C++ chúng ta làm việc dễ dàng hơn rất nhiều so với cái string trong C đó. Trong C nó không có string nên chúng ta cần phải thao tác với những cái uh, mảng ký tự đó chúng ta phải làm việc với mảng chứ không phải là làm việc với cái string này đâu đó chính vì vậy c cộng cộng chúng ta làm việc dễ dàng hơn rất là nhiều ví dụ ở trong đây thì khi mà chúng ta muốn tham chiếu đến cái size của string này thì chúng ta sẽ dùng cái function chấm size này và đây mình có thực hiện một cái yêu cầu là nếu như thằng nào mà là nếu như cái index những cái vị trí là số chẵn ấy thì chúng ta sẽ thay bằng cái dấu ngạch ngang này đấy thì ở đây chúng ta có thể tham chiếu trực tiếp đến những cái chỉ số index bằng cạnh bằng hai cái operator ngoặc vuông này đó chúng ta có thể tham chiếu trực tiếp và chúng ta có có cũng có thể thay đổi nó luôn tại cái vị trí này đó thì đây là cái nhiệm vụ mà chúng ta thay những cái ký tự ở vị trí chẵn bằng những cái dấu hành ngang này đó thì đó là string ở trong dấu cộng OK, trong Java thì chúng ta cũng tương tự như vậy thôi. Chúng ta có cái class là String và chúng ta chỉ có khác một cái điều ở trong dấu uh, cộng đó là cái String này của chúng ta nó là uh, không thể thay đổi được, là immutable. Đó, tức là nó không thể thay đổi được. Ví dụ như bạn muốn làm đúng cái yêu cầu là những cái ký tự chẵn đấy, thì chúng ta thay bằng cái giống gạch ngang ấy, thì chúng ta hoàn toàn chúng ta cần phải tạo ra một cái String khác và chúng ta nối nó vào. Đó, có nhiều cách nhưng mà chúng ta không thể nào mà chúng ta sửa trực tiếp trong cái String này được thì đó là chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa uh, string của Java và string của C cộng. đó thì nếu như muốn, muốn tham chiếu đến cái độ dài phần tử thì chúng ta chấm len muốn tham chiếu đến uh, các cái vị trí ở trong uh, cái mảng đó trong cái string đó thì chúng ta dùng cái hàm tra ất đó thì khi làm việc với string trong Java ấy, thì chúng ta cần phải đặc biệt chú ý đến một số vấn đề là về string pool, về cái string pool thì mình có làm video vào trong string pool rồi các bạn có thể xem trong cái playlist của mình. Cái thứ hai là các bạn có thể thay vì việc dùng string thì các bạn có thể consider là sử dụng string builder. Đó khi làm việc với string ấy, thì nó sẽ là rất là chậm nhưng mà giờ chúng ta thay vào sử dụng bằng string builder nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Đó thì video của string builder mình cũng có trong cái playlist này và các bạn có thể tìm xem. Đó. Còn string trong Python thì cũng giống như string trong Java Đó là chúng ta uh, không thể thay đổi được các cái phân tử ở trong nó đó Thì khai báo nó chỉ đơn giản này thôi đó. Và cái độ dài của cái string này chúng ta cũng dùng hàng len đó. Khi mà chúng ta muốn tham chiếu đến từng cái phân tử thứ y ở Trong cái bảng string này chúng ta cũng tham chiếu bằng cái dấu đóng ngoặc vuông này đó Thì như vậy là cả sự tương tác giữa các cái ngôn ngữ này nó cũng ná nhau thôi đúng không? Đó, ok Ok, phần tiếp theo chúng ta nói đến đó là làm thế nào để có thể sắp xếp với ba ngôn ngữ này thì bây giờ chúng ta sẽ xem xem là cùng với một cái công việc đó là sắp xếp từ một cái mảng uh, uh, linh tinh nào đó mà chúng ta sắp xếp theo kiểu tăng dần thì chúng ta sẽ làm thế nào so với ba ngôn ngữ này nhá. Ok, nói về việc sắp xếp thì chúng ta có có hai trường hợp một là chúng ta sắp xếp với một cái array và hai là chúng ta sẽ sắp xếp với một cái list hay là trong trường hợp với ngôn ngữ C++ cộng này chúng ta sẽ sắp xếp với một cái array và một cái vector. Đó thì để cũng có thể sử dụng hàm sắp xếp có sẵn trong thư viện thì chúng ta cần phải sử dụng cái include cái thư viện là algorithm này vào. Đó thì ví dụ đây chúng ta có một cái array là arr thì cái cách mà chúng ta có thể sử dụng cái thư viện so sánh cái thư viện sắp xếp của chúng ta ấy, là chúng ta sử dụng hàm sort và chúng ta truyền vào địa chỉ đầu và địa chỉ cuối. Đó, cái sai ở đây chúng ta tính như cái phần đầu tiên chúng ta đã nói rồi đó. Đó, chỉ cần gọi hàm sort địa chỉ đầu địa chỉ cuối là được là chúng ta có thể sắp xếp được cái mảng array này xong rồi. Đó và muốn sắp xếp cả một cái vector này đúng không cái vector này thì chúng ta cũng sử dụng tương tự nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái iter, uh, iterator của những cái collection này đó thì iterator của cái xe cộng thì sẽ luôn luôn là begin và end đó chúng ta sort đấy cái list này trên cái vector ra chấm begin và list chấm end đó là địa chỉ bắt đầu và địa chỉ cuối tức là cái iterator đầu và iterator của cuối của cái vector này đó cái cách sử dụng cũng na ná giống nhau thôi. đó. thì đây là cách mà các bạn sử dụng hàm sort à, để sắp xếp à, tăng dần của một cái à, trong ngôn ngữ C cộng. rồi trong ngôn ngữ Java của chúng ta cũng tương tự thôi. bởi đây khi mà muốn sort một cái array này thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm array chấm sort đấy. cái hàm sort này được cung cấp sẵn ở trong cái uh, cái class array có chữ S này. đó. đó chúng ta chỉ cần truyền array vào là xong. Đó, tương tự với một cái list này thì chúng ta cũng có cái collection chấm sort này. Chúng ta chỉ cần chuyển cái list vào là xong. Thì bản chất hai cái function này nó cũng là một thôi. Các bạn có thể nhảy vào đây chúng ta cũng có thể thấy rằng cái sort của thằng collection này thực ra là nó cũng gọi của cái thằng array. Đó, chúng ta cứ nhảy liên tiếp vào thì chúng ta có thể thấy được là nó sẽ cũng gọi cái thằng array chấm sort. Đấy, array chấm sort. Đó. Thì cái cách ở đây thì chúng ta cũng chỉ gọi hàm sort và chúng ta chuyển cái hàm list này vào thôi. Rồi vì trong uh, Python không có array nên chúng ta cũng chỉ làm việc với list thôi. Đó thì cái list ở đây chúng ta cũng chỉ cần gọi một hàm duy nhất là hàm sort xong chúng ta truyền cái list của chúng ta vào. Đó, code của Python chỉ có ba dòng như này thôi, rất là ngắn gọn ok cấu trúc dữ liệu tiếp theo mà chúng ta xem xét đó là về cái link list link list là gì thì các bạn có thể theo dõi ở trong cái playlist của mình là mình có cái series cấu trúc dữ liệu giải thuật về nói về link list thì các bạn có thể xem xem là link list là gì cụ thể nói sơ qua thì link list chính là chúng ta sẽ có một cái list mà ở phần tử đầu tiên chúng ta sẽ liên kết luôn luôn theo dõi có một cái mối liên kết đến phần tử tiếp theo đó chúng ta nó giống như một cái dây xích vậy và phần tử trước nó nối với phần tử đường sau đó và cái cách này nó giúp chúng ta có thể À, tối ưu hóa hơn về mặt bộ nhớ khi mà chúng ta sử dụng array thì nó sẽ cấp phát cho chúng ta một cái mảng nhớ mà chúng có thể chúng ta sẽ không sử dụng hết. Đó. Ok khi mà sử dụng linked thì chúng ta chủ yếu so sánh giữa ba ngôn ngữ này về cái cách mà chúng ta làm việc, cái cách mà chúng ta khai báo về class hay struct thôi. Đó thì với trong ngôn ngữ C cộng thì chúng ta có cái struct này ở các ngôn ngữ hai ngôn ngữ còn lại nó sẽ không có cái struct này, nó đại diện là, nó cho một cái kiểu gọi là thay trong ngôn ngữ C cộng. Đó. Thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng chúng ta khai báo một cái kiểu dữ liệu là list node này ở đây Chúng ta sẽ có một cái van lùa nó mang cái giá trị mà nó đang muốn thể hiện Đó, cái thứ hai là cái list node mà có dấu sao đây là thể hiện cái con trỏ trỏ đến cái cái đối tượng đằng sau mà nó đang muốn tham chiếu tới Đó, thì ở đây chúng ta sẽ có hai hàm tạo Một hàm tạo không có tham số gì cả và một, một cái hàm tạo nhận tham số là cái van lùa mà chúng ta đang muốn truyền vào Đó, ở đây chúng ta đã tạo ra ba cái node Và chúng ta sẽ nối thằng N1 với N2, N2 với N3 Đó và ở đây là cái quá trình mà chúng ta duyệt từ đầu đến cuối cái link này Đó Thì cái cách chúng ta duyệt là chúng ta trỏ vào đầu này Sau đó cứ mỗi lần lặp thì chúng ta trỏ vào đến cái nốt tiếp theo của nó Và dần dần đến khi nào mà chúng ta trỏ vào null thì chúng ta sẽ dừng lại Đó Thì ở đây các bạn có thể thấy là chúng ta đã sử dụng cái toán tử new Đó Vì vì chúng ta sử dụng toán tử new nên mỗi lần chúng ta new một cái thì chúng ta đều phải delete nó đi đó thì đây là cái cách uh, cấu trúc của cái chương trình mà khi mà chúng ta im, im là mình cái link list ok ở trong java thì cũng tương tự thôi nhưng mà chúng ta sẽ ngắn gọn hơn rất là nhiều bởi vì chúng ta sẽ không có dấu sao để thể hiện nó là một cái uh, reference đấy tất cả những cái class ở trong java của chúng ta đều là reference ở đây chúng ta cũng có hai hàm tạo đó tất cả những cái reference và mà, mà chúng ta không khởi tạo thì nó đều là có giá trị là null đó tất cả những cái giá trị này đều nó có giá trị mặc định mà chúng ta không cần phải làm giống như ở trong ngôn ngữ xây cộng này đó thì ở đây chúng ta cũng có phần function hàm tạo mặc định hàm tạo có tam số đó đây chúng ta cũng tạo ra ba nốt đó chúng ta nối n1 với n2 n2 với n3 đó, và ở đây chúng ta cũng in ra như bình thường thì cả đó thì cái cấu trúc của cái chương trình nó cũng giống tương tự như cái ngôn ngữ C cộng thôi nhưng mà cái ngôn ngữ Java này nó sẽ giúp chúng ta ngắn gọn hơn một chút rồi đến với ngôn ngữ uh, Python đó, thì Python nó còn ngắn gọn hơn nữa. Đó, thì ở đây chúng ta khai báo một cái class là kế thừa cái lớp object này. Đó, chúng ta cũng nhận vào hàm tạo của nó cũng có hai tham số là va lùa và next Đó, ở đây thì chúng ta có những cái tham số mặc định nếu như mà chúng ta không truyền vào thì nó sẽ nhận là ví dụ va lùa chúng ta không truyền vào thì nó sẽ nhận là không. Nách chúng ta không truyền vào thì nó sẽ là non. Đó, non thì nó cũng tương tự như là null ở trong Java và null ở trong C++. -Cup. Đó, ở đây chúng ta tạo ra ba nút nối N1 với N2, 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 N3. Và đây thì chúng ta duyệt từ đầu đến cuối cái mảng đó rồi từ đầu đến cuối cái linh list này và cái cái logic mà chúng ta sử dụng ở đây thì nó cũng là cũng là ná như các cái ngôn ngữ kia thôi chúng ta chỉ cần phải mapping xem là công việc làm các ngôn ngữ này thì chúng ta làm một ngôn ngữ này nó như nào đó Ok cấu trúc dữ liệu tiếp theo chúng ta tìm hiểu đó là stack stack chính là cái cấu trúc dữ liệu mà chúng ta mà mình vẫn hay bảo các bạn tưởng tượng nó như là cái một cái cốc vậy cậu một cái cốc mà khi các bạn thả các hòn đá này vào này đó khi mà chúng ta thả các hòn đá này vào đó thì cái hòn đá nào mà chúng ta thả vào cuối cùng thì nó sẽ ở trên cùng đúng không chúng ta không thể lấy được các hòn đá kia ra trừ khi chúng ta sẽ lấy cái hòn đá ở trên cùng lấy ra trước đó thì chính là cái cấu trúc dữ liệu stack này chúng ta hay tiếng việt còn gọi là ngăn xếp thì nó chính là cái cấu trúc dữ liệu mà à, vào vào cuối nhưng mà lại ra đầu là last in nhưng mà lại first out Ok, khi mà sử dụng stack ở trong uh, xe đồng cộng thì chúng ta cần phải include cái thư viện stack này vào đó và sách này cũng là là một cái thư viện STN mà khi đó chúng ta cần phải tạo ra một cái sách và truyền cái cái của nó vào ví dụ ở đây chúng ta có một cái sách là kiểu INT đó khi mà chúng ta chèn từng một cái từng cái viên đá viên đá số 1, viên đá số 2, viên đá số 3 vào thì chúng ta khi mà chúng ta lấy ra ấy, đó khi lấy ra thì chúng ta sẽ sử dụng hàm pop và muốn kiểm tra xem đang ở trên đỉnh của cái cốc ấy đang là cái giá trị gì chúng ta sẽ sử dụng hàm top đó thì như thế như chúng ta thấy ở đây là chúng ta sẽ put lần lượt một hai ba vào và khi lấy lần lượt ra là cái hàm pop này khi mà chúng ta lấy lần lượt ra thì kết quả nó sẽ là ba hai một thì ở đây mình có thể chạy cho các bạn xem là kết quả nó là gì Rồi, my stack của ra sẽ là 3, 2, 1 đó Thì cái 3 này và cuối nó sẽ ra trước Đó, tiếp theo là 2 và là 1 Ok, trong tương tự với ngôn ngữ Java Thì chúng ta cũng có cái là class stack Đó, thì class stack này của chúng ta đang khai báo là một cái stack của integer. Đó và chúng ta sẽ add lần lượt tương tự với 123 vào. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái hơi khác một chút. Ví dụ như ở đây chúng ta cái hàm kiểm tra của ngôn ngữ C++ thì chúng ta là top thì ở đây chúng ta sẽ là pick. Đó nhưng mà cái từ pop này sẽ là giống nhau. Đó, pop là chúng ta đẩy ra cái hàm pick này nó cũng giống hàm top này nó chỉ kiểm tra xem là ở cái giá trị trên cùng ấy thì nó đang giá trị bao nhiêu thôi. Đó. Ok với ngôn ngữ Python thì chúng ta sẽ hơi khác một chút đó chúng ta hoàn toàn có thể implement mình cái hoạt động của stack bằng sử dụng list nhưng mà bằng cái cách đó thì cái cái cách đó nó không tối ưu khi mà chúng ta list thì bản chất là đằng sau nó vẫn là array nhưng khi mà chúng ta lấy một phần tử ra vào thì nó sẽ dịch toàn bộ mạ và như thế là không tối ưu chính vì vậy mà chúng ta nên sử dụng cái cái module collection này và chúng ta sử dụng cái DQ này DQ này là double ended queue tức là một cái mà mà chúng ta có thể xử lý hai đầu và nó đã in mà mình tối ưu đằng sau rồi đó và khi mà muốn thêm các cái lần lượt các phân tử này vào thì chúng ta sẽ sử dụng hàm append một hai ba này vào và muốn tham chiếu đến cái phần tử cuối cùng ấy thì chúng ta sẽ với khi mà muốn nhìn cái phân tử cuối cùng ấy thì chúng ta sẽ tham chiếu với cái index là trừ một này đó trừ một chính là cái phân tử cuối cùng của chúng ta đó thì Python chúng ta có nó cho phép đến cái phân tử Ở cuối cùng thì là trừ một mà chúng ta có thể đi ngược lại từ phân tử số không đi ngược lại thì sẽ là đến cái phân tử cuối cùng đó và tương tự cái hàm pop này chúng ta nó cũng sẽ nó cũng sẽ trả về cái ký tự cuối cùng nhưng mà thêm một cái trường thêm một cái thao tác nữa đó là nó sẽ xóa luôn cái phân tử đó đi đó thì đó là đây là thì cái cốt nó dễ dễ nhìn hơn rất là nhiều đó thì bình thường chúng ta sẽ pick sử dụng hàm pick thì ở đây thì ở trong Python thì chúng ta sẽ tham chiếu cái phần tử thứ trường một của nó và hàm pop ở đây thì tất cả là có chức năng giống như nhau Ok cái cấu trúc dữ liệu tiếp theo mà chúng ta tìm hiểu đó là cái cấu trúc dữ liệu Q cái cấu trúc dữ liệu Q này thì chúng ta tiên tiếng Việt là hàng đợi thì hàng đợi nó nó thể hiện đúng như những cái giá trị của nó thôi ở đây ví dụ như chúng ta đây là cửa cửa vào còn đây là cửa ra thì nếu những người nào vào trước đó những người nào vào trước thì sẽ được ra trước đó đó thì nó ngược lại với cấu trúc dưới học sách của chúng ta đó cái hàng nợ này, này nó dễ tưởng tượng như vậy thôi đó thì để muốn để, để sử dụng được cái kêu ở trong xe cộng thì các bạn cần phải include cái thư viện kêu này vào kêu này cũng là stl và khi mà muốn thêm các phần tử này vào thì chúng ta sẽ sử dụng hàm push ví dụ chúng ta push 1, hai ba vào thì cái thứ tự mà chúng ta sẽ lấy ra sẽ là cũng là một hai ba bởi vì cái thằng một nó đi trước mà đó thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là chừng nào cái kêu này nó còn không empty thì chúng ta sẽ lấy ra cái front front tức là cái thằng đang đứng ở trước ấy đó cái thằng nào đang đứng ở trước thì, và pop thì lúc này nó sẽ pop cái thằng đang đứng ở trước đấy ra đấy thì hiện tại ở đây thằng một chính là thằng đang đứng ở trước thì kết quả của hàm này chúng ta sẽ là một hai ba thầy ba hai một khi mà như giống như chúng ta sử dụng stack đó thì ở đây chúng ta push một hai ba thì cái kết quả chúng ta sẽ là cũng là một hai ba đó thì ở đây các cái function chúng ta cần nhớ đó là front và pop đúng không? Đó, thì các lần trước thì bạn sẽ là top và pop đúng không? Ok với Java thì chúng ta sẽ hơi khác một chút thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng kêu ở đây kêu đây của chúng ta đây là một cái interface các bạn nhớ kêu này là một cái interface và có nhiều cái interface mà nó sẽ in ra mình cái thằng kêu này thì trong đó có cái link list này đó thì cái link list này đã được implement những cái interface của thằng queue này chính vì vậy mà nó sẽ có những cái action có những cái hành động mà nó giống với queue này đó thì cái link list này mà chúng ta hay sử dụng uh, hay được sử dụng nhiều nhất với cái queue này đó thì nếu như các bạn đã xem với cái bài stack and Q của mình ấy, thì các bạn có thể thấy rằng nó sẽ có hai cách implement cái queue này một là sử dụng array là hai là sử dụng link list đó thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn các bạn có thể xem cái video đó ở dưới, dưới phần mô tả ok bây giờ chúng ta add một hai ba vào thì cái kết quả mà chúng ta À, cũng tương tự như ở trong cái dấu cộng khi mà muốn nhìn được phần tử ở trước nó là gì thì thay vì sử dụng hàm front ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng hàm pick pick là gì chúng ta xem xem là cái đỉnh của nó là gì đó và sau khi xem xong rồi thì muốn xóa nó đi thì chúng ta sẽ sử dụng hàm remove này đó và cái kết quả của chúng ta sẽ tương tự như là kết quả của uh, bài xem cộng của ta thôi đó một hai ba s vào thì chúng ta sẽ có một hai ba s ra đây đó với Python thì chúng ta cũng có cái WMQ này, cái WMQ này chúng ta hoàn toàn có thể làm việc được với uh, để hoàn toàn có thể cho nó lại chạy với cái logic của cái Q đó thì vừa rồi lần trước thì chúng ta với trong stack thì chúng ta tham chiếu đến cái phần tử cuối cùng của nó bằng cái trừ một đúng không nhưng mà kêu thì cái phần tử nào ra ở đầu thì nó sẽ ra trước chính vì vậy mà muốn tham chiếu đến cái phần tử đầu tiên của nó thì chúng ta sẽ sử dụng tham số là không đúng không đó và cái double ended kêu này nó có support chúng ta một cái function đó là pop left tức là cái left left là phần tử trái cùng phần tử trái cùng là chính là cái phần tử đầu tiên đó đó khi mà chúng ta pop left thì trước là chúng ta xóa bỏ cái phần tử đầu tiên đi đó, thì ở đây chúng ta cũng có thể chạy để chúng ta xem xem là kết quả là gì. Ở đây chúng ta append 1, 2, 3. Thì kết quả chúng ta sẽ được sẽ là Đó, 1, 2, 3. Đó, thì các bạn thấy cái code nó cũng khá là ngắn. Ok, đến cái cấu trúc dữ liệu theo thì sẽ là cái cấu trúc dữ liệu set. Cấu trúc dữ liệu set là gì? Set là một cái tập hợp mà trong đó nó không cho phần tử nào trùng lặp nhau cả. Ví dụ là đây chúng ta sẽ đang có một tập hợp có số 1, số 2, số 3 đúng không? Đó, nếu như ở người ngoài mà chúng ta cố tình add số 1 vào đây đó, chúng ta lại add số 1 vào đây nữa thì số 1 à m số 1 nó đã tồn tại rồi thì cái công việc S này nó sẽ không 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 tồn tại. Đó và nó nó sẽ thất bại, nó không thành công. Đó, 1 2 3 là 1 2 3 thôi, chúng nó sẽ không bao giờ có hai phần tử giống nhau ở đây cả. Đó, số 1 này nó sẽ không bao giờ vào được đây cả. Đó, thì đó chính là cấu trúc dữ liệu set. Ok, đối với ngôn ngữ cộng thì nếu như các bạn muốn sử dụng set thì các bạn cần phải include cái template, cái thư viện set này vào. Đó, ví dụ như trong thư viện này thì chúng ta đang tập hợp, tập hợp của các cái số nguyên. Ví dụ ở đây chúng ta S1, 2, 3, đó. Xong cuối cùng chúng ta lại cố gắng S1 vào. Đó, thì cái cái, cái, cái biện pháp cuối cùng này nó sẽ không được, nó sẽ không thành công. Đó, thì ở đây nó có nó sẽ có cái kiểu trả về để cho chúng ta biết là thành công hay không. Đó, thì ở đây chúng ta có thể in the size, nó xem là chúng ta xem là size nó bao nhiêu. Và... À, muốn duyệt cái list này thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái iterator của cộng đó tất cả những cái STL ấy, chúng ta sẽ lên duyệt theo cái iterator này của chúng ta đó ví dụ đây chúng ta có thể in ra thì chúng ta có thể thấy được rằng là cái size của chúng ta nó sẽ là 3 và chúng ta sẽ duyệt lần lượt đến các phân tử của nó sẽ là 1, 2, 3 thay vì cái phân tử cuối cùng này là 1, 2, 3, 1 đó tương tự trong Java thì chúng ta sẽ có cái interface set này đó và một trong những cái có nhiều cái environment của asset này nha có hai này chính xe này nhưng mà đối với những cái 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 định nghĩa cơ bản và những cái thao tác cơ bản thì chúng ta sẽ chỉ cần sử dụng hai này đủ rồi đó thì ở đây chúng ta cũng làm một tương tự chúng ta n một hai ba vào xong cuối cùng chúng ta cố gắng n một vào đó tất cả những function này nó đều return true hoặc false đấy thì cái cuối cùng này nó sẽ return false này đó thì lúc này chúng ta có thể kiểm tra sai sau đó chúng ta sẽ dùng cái phần là for each để chúng ta kiểm tra từng phần tử của đó đó thì như ở đây chúng ta có thể thấy sai size nó vẫn là 3 đó không? Mặc dù nó cố những S4 lần mà vẫn là kết quả vẫn là 1 2 3. Rồi còn đối với ngôn ngữ Python thì chúng ta có cái uh, class set ở đây. Đó, set đóng mở ngoặc thì chúng ta sẽ được một cái object set ở đây và chúng ta sẽ sử dụng cái hàm S đấy, chúng ta cũng cố gắng S1 2 3. Đó, và muốn kiểm tra sai của nó thì chúng ta sẽ sử dụng hàm lang như bình thường thôi đó và chúng ta có thể có thể hàm print này ra còn nếu không thì chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp for À, như bình thường đó thì ở đây chúng ta có thể test đó thì ở đây là sai bằng ba và các cái phần tử trong đây là trong một hai ba ok cái cấu trúc dữ liệu cuối cùng mà chúng ta tham khảo đến đó là cấu trúc dữ liệu map thì map của chúng ta chúng ta có thể coi nó như một cái table đấy nhiều ngôn ngữ lập trình khác thì nó đặt tên đây là kiểu dictionary đó kiểu dictionary chúng ta sẽ có hai một bên một table một, hai cột là key và va lùa đó nó chỉ là một cặp key và va lùa như này thôi đó thì ở đây chúng ta có thể uh, mapping giữa ví dụ một người với số điện thoại của họ đúng không một người thì chỉ có nếu à một một người và cái số chứng minh thư nhân dân của họ đúng không đó đó thì đấy là một cái ví dụ uh, cơ bản thôi đó thì uh, trong ví dụ như cái kỳ này chúng ta là nó phải là khác hệt nhau này cái kỳ này nó không được giống nhau đúng không đó thì đây chúng ta có thể map lên cái kỳ ở đây kỳ ở đây chính là cái id đúng không chứ không phải tên người Đấy id value lùa đây mới là tên người này đó với nhiều một người có hai người có ID khác nhau đúng không nhưng mà tên của họ hoàn toàn thì trùng nhau đúng không đấy nhưng mà ID không bao giờ có gì trùng nhau cả đúng không đấy trùng nhau là có vấn đề rồi đó thì đây sẽ là cặp key và van lùa đấy cái key này nó sẽ đại đại diện đặc trưng cho cái đối tượng bên này ok với cái ngôn ngữ dụng cộng thì muốn sử dụng map thì chúng ta cần phải include cái thư viện map này vào đó thì ở đây cái thư viện map chúng ta thì chúng ta sẽ có key và value đúng không key chúng ta sẽ là thuộc kiểu cái giả sử như cái id chúng ta sẽ là kiểu chủ nguyên này, chẳng hạn đó tiếp theo thì với một id chúng ta sẽ có một cái tên người tên người chúng ta sẽ kiểu string chẳng hạn đó thì cái id của bạn là uh, id của cái đối tượng đầu tiên này sẽ là một 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 này tên là trần văn a này id của đối tượng thứ hai tên là 22 uh, hai lê thị linh này và cái id của thằng thứ ba tên là ba 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 là của alex hâm này đó thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng cái key của chúng ta hoàn toàn có thể tham chiếu bằng hai cái dấu đóng ngoặc vuông này đó thì đây là một cái tham chiếu rất là thuận lợi ở khi mà chúng ta làm việc với map đó thì uh, khi mà duyệt ý, thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể duyệt bằng iterator như bình thường đó như xét như thông thường thôi và chúng ta có thể kiểm, tra sai nó ví dụ ở đây chúng ta đã có ba cái cặp đúng không ba cặp khi vào lùa thì cái sai chúng ta ở đây sẽ là ba đó thì ở đây chúng ta có thể chạy thử đó thì cái sai ở đây chúng ta là ba này và chúng ta sẽ có muốn tham chiếu đến key chúng ta sẽ chọn đến đối tượng first. đó à, muốn tham tham đến value chúng ta sẽ chọn đến cái uh, thuộc tính là second. đó thì đó là khi mà chúng ta muốn làm việc với uh, map ở trong dạng cộng. đó muốn làm việc với map ở trong java thì chúng ta sẽ cũng có tương tự thì chúng ta có một cái interface nhé. ở đây là interface nhá đó và một có chúng ta cũng có nhiều cái instance của interface này, nhiều cái class để thể hiện interface này. Thì nếu như mà với công việc bình thường chúng ta chỉ cần sử dụng smart mà được Có nhiều class khác nhưng mà chúng ta chỉ cần sử dụng smart mà được Đó thì chúng ta có integer, key này, integer này Và value là string này Đó Khi mà muốn thêm các phân tử vào thì chúng ta sử dụng hàm put này Đó chúng ta sẽ put theo từng cặp 1 và 111 của Trần Văn A này 22 là key này Và Lê Thị Linh này là value này Đó Thì tương tự chúng ta cũng có sai và khi mà duyệt với cái map này của Java thì chúng ta sẽ sử dụng cái entry set này mà chúng ta sẽ lấy tần lượt những cái mỗi cái mà entry này sẽ là một cặp key và value và đó ở đây chúng ta sẽ lấy cái entry set này chúng ta chạy thử xem đó tương tự như bài vừa rồi thôi đó thì đối với cái ngôn ngữ Python thì cả đây chúng ta muốn uh, khai báo đến một cái dictionary, tức là ở đây ở trong Python thì chúng ta cái map này nó gọi là dictionary. Đó thì ở đây chúng ta sẽ khai báo ngắn gọn bằng một cái đóng mở ngoặc nhọn như này thế là xong. Đó thì ở đây chúng ta cũng ngôn ngữ Java nó khác với Python và 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 và, và sẽ có một chút là nó không thể tham chiếu được đến cái, uh, cái 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 key thông qua cái toán tử đóng mở ngoặc vuông này mà nó phải sử dụng, sử dụng hàm get, ghét cơ. Đó. Đó thì ngôn ngữ xem cộng và Python thì chúng ta hoàn toàn có thể tham chiếu đến value à, thông qua cái dấu toán 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 to, to tử đóng vào ngoặc vuông này. Đó và chúng ta cũng sử dụng hàm len để chúng ta à, xem là nó có bao nhiêu phần tử ở trong bao nhiêu cặp phần tử ở trong cái map đó. Đó, khi mà chúng ta sử dụng vòng for ở trong cái thằng 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 thằng, thằng, thằng đối tượng dictionary này thì cái mà nó duyệt ý, thì nó là nó thuộc là key nó cái nó duyệt nó sẽ duyệt thông qua cái đoạn này, này. đó chứ đây là không phải là một cặp key và lùa nhá nó chỉ là key thôi đó và khi mà chúng ta muốn tham chiếu từ key đến và lùa thì chúng ta lại sử dụng toán tử đó một ngọt vuông chúng ta truyền key vào thì chúng ta sẽ có được cái va lùa đấy thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy rằng cốt là bê tông nó chỉ như này thôi rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy thử xem đó thì vừa rồi mình phải sửa cái key này chúng ta trong cái key này chúng ta sẽ là cái số nguyên nên chúng ta muốn in ra thì chúng ta phải chuyển nó sang cái kiểu string. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là kết quả chúng ta cũng tương tự, tự như bên kia thôi à, cuối cùng thì ở đây thì qua cái video này thì mình muốn nói cho các bạn biết là dù các bạn đối với cái môn cấu trúc dữ liệu giải thuật ấy, thì cái ngôn ngữ thật sự nó không quan trọng đó chỉ cần bạn hiểu chắc cái ngôn ngữ mà bạn đang sử dụng ấy, thì bạn hoàn toàn có thể con vớt từ một cái chương trình này sang một cái chương trình khác đấy thì cái tư duy giải thuật và cái hiểu biết về cấu trúc dữ liệu thì mới là quan trọng nhất đó chính vì vậy mà các bạn đừng ngại khi mà các bạn đăng ký khóa học của mình mà cái ngôn ngữ của bạn sở trường của bạn ấy nó không phải là cái ngôn ngữ mà mình đang sử dụng chính là cái ngôn ngữ mà mình làm giới thiệu ấy chính là ngôn ngữ Java đó thì các bạn hoàn toàn à, bây giờ các bạn hoàn toàn có thể đăng ký khóa học để các bạn có thể thực sự các bạn có thể join vào cái group để mà các bạn có thể làm việc làm những cái bài tập trước đó đến cái phần nào mà các bạn mà không hiểu ấy các bạn hoàn toàn có thể refer đến những video này đó thì cái với cái cách làm một cái ngôn ngữ Java ấy thì chuyển sang ngôn ngữ của các bạn thì làm như thế nào đó chứ hoàn toàn cái môn cấu trúc dữ liệu giải thuật này nó không liên quan đến ngôn ngữ nhiều lắm rồi ok hôm nay video của chúng ta đến đây thôi cảm ơn mọi người đã ủng hộ ok xin chào và hẹn gặp lại